Cái câu số 8, bài tập chương 2. Một người có một chùm chìa khóa 7 chiếc giống nhau, trong đó có 2 chiếc mở được cửa. Người đó thử ngẫu nhiên từng chiếc, thử xong bỏ ra ngoài, cho đến khi tìm được chìa mở được cửa. Gọi ít là số lần thử cần thiết. Hãy tìm bảng phân bố, hãy tìm phân bố xác suất của ít và EX. Thì chúng ta thấy là với cái điều kiện như thế này, ít là số lần thử cần thiết, thì cái miền giá trị của ít có thể là 1 2 3 4 5 6, đúng chưa? Đấy, 1 có nghĩa là sao? 1 có nghĩa là khi mà cái người này thử cái chìa đầu tiên và cái chìa đầu tiên mở được khóa, vậy thì số lần thử cần thiết là 1. Còn 2 có nghĩa là sao? 2 có nghĩa là lần đầu anh ta mở lấy được một cái chìa không mở được cửa, và lần thứ 2 mới mở được cửa. Đấy, vậy thì số lần thử cần thiết là 2. Rồi còn 3 có nghĩa là sao? 3 có nghĩa là lần đầu không mở được, để ra. Lần thứ 2 cũng không mở được, để chìa đó ra. Và lần thứ 3 thử thì mới mở được cửa. Vậy thì cái đó là ít bằng 3. Thì đây ta thấy là miền giá trị của ít gồm 6 giá trị từ 1 đến 6. Tại sao có 5 mà nó có 6, mà tại đây tới 7 chìa mà tại sao có 6 thôi? Bởi vì thử tối đa là đến lần thứ 5 là không mở được, không? Tại vì nó có 2 chìa mở được mà, 2 chìa mở được, nên là đến lần, giả sử như là đến lần thứ 5 là không mở được khóa, thì lúc này là cái số chìa không mở được khóa là nó đã hết rồi. Đó, cho nên là lần thứ 6 là chắc chắn phải mở được khóa. Đấy, cho nên là cái miền giá trị của ít thì tới 6 thôi, tới 7, không? Đấy, thì bây giờ mình sẽ tính cái xác suất ít bằng 1, ít bằng 2 để xem. Ít bằng 1 là ngay từ lần đầu thử là mở được khóa, tức là xác suất ít bằng 1 tức là xác suất của biến cố là thử ngay lần đầu mở được khóa. Còn ít bằng 2 có nghĩa là gì? Ít bằng 2 có nghĩa là thử lần đầu không mở được khóa và lần thứ 2 mới mở được. Đấy, thì lần đầu không mở được khóa là xác suất bằng 5/7 ha, 5/7. Nhưng mà do lần đầu không mở được khóa rồi cho nên là mình đã lấy cái chìa không mở khóa là được rồi. Thì trong cái chùm chìa khóa này nó còn 2 chìa mở được khóa. Tuy nhiên nó còn có tổng số là 6 chìa thôi, cho nên chỗ này nó là 2/6 nè. Vậy thì cái xác suất này nó sẽ bằng là 10/42 thôi, 10/42. Rồi bây giờ cái xác suất ít bằng 3 thì sao? Ít bằng 3 có nghĩa là 2 chìa lấy ra lần đầu đó là không mở được khóa. Và cái lần thứ 3 thì mở được khóa. Đúng chưa? 2 chìa mà lấy ra lần đầu là không mở được khóa. Còn lần thứ 3 là mở được khóa. Đấy, thì 2 chìa thì bây giờ mình tính xác suất mà 2 chìa lấy ra lần đầu không mở được khóa, tức là lấy đó chính là số chỉnh hợp chập 2 của 5 thôi, chia cho số chỉnh hợp chập 2 của 7. Đấy. Thì có nghĩa là cái A25 chia cho A27 có nghĩa là xác suất để 2 chìa lấy ra lần đầu không mở được khóa. Đó. Còn cái 2/5 có nghĩa là cái chiều thứ 3 lấy ra mở được khóa với điều kiện 2 chìa lần đầu lấy ra lần đầu không mở được khóa. Đấy. Thì nếu mình lấy ra 2 chìa không mở được khóa thì trong cái chùm chìa khóa này nó còn 5 chìa, trong đó 2 chìa mở được khóa luôn. Vì xác suất để lần thứ 3 mở được khóa là 2/5. Đấy, cho nên ở đây là các em thấy là nó sẽ là A25 chia cho A27 và tất cả nhân cho 2/5. Đó, chúng ta có thể dự đoán là cái xác suất ít bằng 4. Ít bằng 4 có nghĩa là 3 chìa lấy ra lần đầu không mở được khóa, và cái chìa lấy ra lần thứ 4 mới mở được khóa. Thì nó sẽ là gì đây? Như vậy thì ở đây nó sẽ là A ít bằng 4 là xác suất nó sẽ là A35 chia A37, A35 chia A37 và nhân cho gì đây, 2/4. Và tương tự như vậy thì chúng ta có xác suất ít bằng 5 là A45 chia A47, tức là 4 chia lấy ra lần đầu không mở được khóa này, và chia thứ 5 là mở được khóa. Đấy. Và cuối cùng là ít bằng 6 thì nó sẽ là A55 chia A57 và nó bằng 2/42 luôn. Như vậy thì chúng ta sẽ có cái bảng phân phối xác suất như thế này, các em. Phân phối xác suất như thế này.
x nhận giá trị 1, 2, 3, 4, 5, 6, và xác suất x bằng 1 là 12/42. Lý do là chúng ta đưa về cùng mẫu về để chúng ta dễ dàng so sánh cái nào xác suất nào nó cao nhất, thấy không? Đấy. Thì cái này là 12/42 nè, 10/42 là mình thấy nó giảm đi, phải không? 8/42, rồi 6/42, rồi 4/42 và cuối cùng 2/42. Thì rõ ràng là nhiều khả năng nhất là vẫn là mình thử một lần là mở được chìa mà mở được rồi, không? Đấy, mình thấy nhiều khả năng nhất là 1 đến 2 lần là nó chiếm 30/42, phải không? Đấy, bây giờ mình sẽ tính cái kỳ vọng của x, tính e x là kỳ vọng của x, đúng không? Thì em nhớ cái công thức là kỳ vọng của x thì mình sẽ lấy cái giá trị của x nhân xác suất tương ứng mình cộng lại, không? Đây là mình lấy 1 nhân 12/42 nè, rồi 2 nhân cho 10/42 nè, 3 nhân 8/42 nhân dân cộng lại, mình cộng lại thì cái này mình được là 8/3. 8/3 thì nó là 2, không? 2, tức là trung bình khoảng 2, mình thử 2 lần mấy là mình mở được cửa rồi. Thì cái chùm chìa khóa của mình nó giống như thế này. Rồi trên đây là thầy đã hướng dẫn giải cái câu số 8 trong cái bài tập chương 2 nha.